sẽ bắt đầu buổi học luôn nha. Okay, wait a minute. Yes, okay. Can you see my screen, everyone? Hello, everyone. Can you see my screen? Các bạn đã nhìn thấy màn hình của cô chưa? Các bạn ơi. Đã nhìn thấy màn hình của mà cô. Sao sao? Em nói yes, có rồi mà cô. À, thế à? Chắc là do mạng hay sao có không nghe. Rồi, bạn Quỳnh Chi này, Hải Phong, bạn Lâm, bạn Thùy Trang nào. Bật camera lên cho cô nào. Yes, okay. Rồi, now let's start our lesson. This day, we are started. We started a lesson. To lesson 2, and now we are studying lesson 3. Yeah, hôm qua thì chúng ta đã học lesson 2 và hôm nay chúng ta sẽ học lesson 3. Okay, now look at activity number 1. Listen and repeat. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau học cái gọi là trọng âm của từ. Đúng không các bạn? Ở đây chúng ta sẽ học trọng âm của từ. Các bạn nhìn vào từ này và nhìn có thể nhìn thấy là cái dấu màu đỏ này đấy chính là đánh dấu cái trọng âm của từ mình sẽ đọc lớn ở đâu. Ví dụ như từ đầu tiên crocodile, mình sẽ đọc lớn ở cái phần âm đầu tiên bởi vì nó chính là trọng âm của từ. Ok, now let's start. Bây giờ chúng ta sẽ nghe audio, sau đó thì các bạn sẽ cùng nhau đọc các cái từ này nha. Page 62. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Crocodile. I want to see crocodiles. Elephant. Elephants are enormous. Wonderful. The weather's wonderful. Beautiful. Some zoo animals are beautiful. Okay, now one more time. Page 62. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Crocodile. I want to see crocodiles. Elephant. Elephants are enormous. Wonderful. The weather's wonderful. Beautiful. Some zoo animals are beautiful. Okay, dường như tất cả, hầu hết tất cả các cái từ ở đây thì đều là nhấn ở âm đầu tiên. Cho nên là các bạn sẽ đọc lớn cái phần âm đầu tiên cho cô nha. Ví dụ, crocodile. Crocodile. Okay? Crocodile. Elephant, elephant, elephant. Wonderful, wonderful. Từ tiếp theo, beautiful, beautiful. Okay, rồi, now, who can read it? Bạn nào có thể đọc cho cô nào? Yes, cô mời bạn Nhật Minh nào. Crocodile. I want to see crocodiles. Elephant. Elephants are enormous. Wonderful.
They're wonders, wonderful, beautiful. Some zoo animals are beautiful. Ok, về cơ bản thì bạn Nhật Minh đã đọc đúng rồi đấy. Nhưng mà mình cùng nhau sửa cho cô một số từ bạn đọc sai nào. Nào, mình đọc lại cho cô từ này nào. Elephant. 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 Right. Okay. Tiếp theo, weather. Region. No, no, where? Weather. Weather. Yes, right. Okay, good. Thank you. Rồi bạn tiếp theo nào, cô là Minh Châu. Cô, em thưa cô là crocodile. I want to see crocodiles. Elephant. Elephants are enormous. Wonderful. The weather's wonderful. Beautiful. Some zoo animals are beautiful. Yes, okay. Ở cái từ wonderful, mình sự nhấn cho cô cái âm đầu tiên nha. Không phải là âm thứ hai. Theo như cách mà bạn Minh Châu đọc ấy thì là đang nhấn ở âm thứ hai rồi. Nào mình sửa lại nào. Wonderful. Wonderful. Yes. Nhanh hơn một chút nào. Ở cái từ thứ hai, ở cái âm tiếp thứ hai, cái âm thứ hai sang âm thứ ba mình đọc nhanh một chút nào. Wonderful. Wonderful. Yes, right. Okay, thank you. Next one. Bạn tiếp theo nào. Cô bảo bạn Quỳnh Chi nào. Crocodile. I want to see crocodiles. Elephant. Elephant are enormous. Wonderful. The weather's wonderful. Beautiful. Some zoo animals are beautiful. Okay, thank you. Next one. Bạn tiếp theo nào. Bạn Hải Phong nào. Em thưa cô là crocodile, elephant, wonderful, beautiful. Mình đọc cả các cái câu bên này cho cô nào. Hải Phong ơi, đọc những cái câu ví dụ này lần này. Cô là I want to see crocodile, elephant or animals. The weather's wonderful. Weather is wonderful. Tiếp nào, câu cuối cùng nào. Rồi, cùng cô lướt xuống đi cô. Some zoo animals are beautiful. Some zoo animals is beautiful. Are beautiful. Okay, rồi câu này này. Elephants are enormous. 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 Nha, từ này này. Enormous. Elephants are enormous. Elephants are enormous. Okay. Rồi, next one. Các bạn cùng các bạn hãy chú ý nha, cái từ này này. Enormous. Yes, right. Okay, now next one. Bạn tiếp theo. Bạn Lâm nào. Yes. Crocodile. What do she crocodiles? Elephant. Elephants are enormous. Animals. No, enormous. Tiếp nào. What the front? Wonderful. Now, wonderful.
Wonderful. Wonderful. The way was wonderful. Now, beautiful. The weather was wonderful. The weather wonderful. Yes, okay. Beautiful. So those animals are beautiful. Some zoo animals are beautiful. Some zoo animals are beautiful. Yes, okay. Okay, thank you, Miss Wong. Bạn Minh Đức nào? I look for a crocodile. I want to see crocodile. Elephant are enormous. Elephants are enormous. Okay, are enormous. Okay, now next one. Tiếp không? Wonderful. The brothers wonderful. Beautiful. Some zoo animals are beautiful. Okay, thank you. Tiếp theo, cô mời bạn Quỳnh Trang nào. Bạn Quỳnh Trang ơi. Thùy Trang, okay, sorry. I'm sorry. Thùy Trang. Okay. Crocodile. I want to see crocodile. Elephant are enormous. Wonderful. The water wonderful. Beautiful. Some zoo animals are beautiful. Yes, okay. Now, Thùy Trang ơi, mình sửa cái từ này cho cô nào. Elephant. 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 Yes, okay. Okay, thank you. Ở đây có một số từ mà các bạn vẫn đã còn là phân vân bối rối trong cái cách đọc này. Cô sẽ mở Easy Class, ở đây cũng có các cái từ mà chúng ta sẽ được chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là nó phát âm như thế nào nha. Okay, wait a minute. Cô anh ơi, cô bạn Huyền 4A1 bạn học bù một chút ha. Có bạn Huyền mới vào đó. Dạ. Bạn Huyền Okay. Đây. Các từ chúng ta cần có nhấn trọng âm như sau đây. Đây, từ đầu tiên. Crocodile. Từ này nó sẽ nhấn âm đầu tiên nha. Crocodile. Từ thứ hai ở đây đó chính là elephant. Elephant. Có một điều là cô muốn gửi cho các bạn là muốn đọc đúng ấy, mình muốn đọc đúng ấy thì mình nhìn vào cái cái phiên âm này. Các bạn thấy ở của mỗi từ ấy sẽ có một cái phiên âm có hai cái dấu gạch chéo này. Mình sẽ thấy là cách đọc ở đây. Ở đây nó có cái dấu, gọi là cái dấu đánh trọng âm ấy, là đây này. Elephant. Mình sẽ đọc giống nhau. Elephant. Đấy. Chúng ta chỉ cần nhìn vào phiên âm là có thể đọc đúng cái từ đấy rồi. Elephant. Ok. Rồi, từ tiếp theo. Wonderful. Wonderful. Nào, có mời một bạn check đáp án này nào. Who can? Bạn nào có thể đọc nào? Yes, okay. Có mời bạn Minh Châu nào. Wonderful. Yes, very good. Okay, bạn tiếp theo nào.
Bạn nhật nhanh nào. Wonderful. Yeah, very good. This one. Cô và bạn cô và bạn Quỳnh Chi nào. Wonderful. Yeah, good job. Next one. Hải Phong nào. Wonderful. Yes, right. Okay. Tiếp theo. Cô mời Minh Đức nào. Cô mời bạn Minh Đức nào. Wonderful. No. Now, wonderful. Wonderful. Lại nào. Say again. Wonderful. Okay. Okay. Mình có thể là đọc, mình nên là đọc nhanh hơn một chút nha, không đọc ngắt như thế nha. Okay, next one. Bạn Lâm nào. Wonderful. Wonderful. Cái âm cuối cùng nào. Wonderful. Very good. Okay, bạn tiếp theo. Bạn Huyền nào. Wonderful. Yes, good. And last one, bạn cuối cùng. Bạn Thùy Trang. Wonderful. Yeah, very good. Okay. Next one. Từ tiếp theo ở đây đó chính là đây, từ nào nhỉ? Yeah. Enormous. 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 Yeah. Enormous. Từ này các bạn để ý nha, cái từ này nó sẽ nhấn trọng âm ở âm thứ hai. Enormous. Enormous. Âm y đầu mình sẽ đọc nhẹ nhàng. Y. Enormous. Đây, nó nhấn âm thứ hai nha các bạn. Enormous. 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 Ok. Rồi, cô mời bạn Nhật Minh nào. Enormous. Đọc lớn lên nào. Enormous. Enormous. Tiếp theo cô và bạn Lâm nào. Enormous. Very good. Next one. Cô và bạn Huyền nào. Enormous. No, it's wrong. Enormous. Nào, mình bắt chước theo cô giáo ở đây nào. Enormous. Ok, nào, say again. Huyền nào. Enormous. Enormous. Nhá. Mình đọc, khi mình đọc như thế ấy, thì mình đang nhấn âm ở âm cuối cùng rồi. Nào, say again. Enormous. No. Enormous. Enormous. Mình anh người Việt thế. Ok. Tiếp nào. Không sao, không sao nha Huyền. Bây giờ mình tắt mic rồi, cùng nhau tập tiếp nha. Bạn Minh Châu nào. Enormous. No. Enormous. Enormous.
Okay, now say again. Enormous. Oh. Mình sửa cho cô nào. Enormous. Ở phía sau nó có S này. Enormous. Enormous. Yeah, very good. Okay, next one. Cô mời bạn Hải Phong nào. Enormous. Yes, good. This one, cô mời bạn Quỳnh Chi. Enormous. Very good. This one, cô mời Minh Đức nào. Enormous. No, say again. Enormous. Nào, nói lại cho cô nào. Enormous. No. Enormous. Enormous. Sao cái nào? Đến một câu thôi. Còn đâu sai hết. Enormous. Ok. Rồi, bạn là... gì nhỉ? Nhật Minh nhá. Mình không chờ nhá. Ok, nào Minh Đức. Minh Đức nào? Nói lại cho cô nào. Enormous. Ok, mình cố gắng sửa tiếp nha. Rồi, cô mời bạn tiếp theo, bạn Thùy Trang. Enormous. Con từ không đúng, cái từ đọc bình thường thôi nào. Enormous. Enormous. Okay, now Thùy Trang say again. Enormous. No. Bạn sai nhé. Mình i, cái âm này, cái âm đầu tiên âm i, i. Enormous. I. Enormous. Okay. Now, phát âm lại cho cô nào. Enormous. No. Enormous. Enormous. Nào, mình xem cô giáo ở đây phát âm nha. Sau đó mình bắt chước theo này. Các bạn còn lại cũng vậy này. Enormous. Enormous. Ok. Rồi, Thi Trang, say again. Enormous. Nào nào, mình phát âm rõ lại cái phần đầu cho cô nào. Enormous. Oh no. Nó vẫn cứ bị sai cái phần này. Cái âm i, i này là i ngắn thôi. Mình sẽ đọc là i. Enormous. Enormous. Thế thôi. Ok. Rồi. Thế thôi, đây là một cô chỉ giới thiệu các bạn một số cái từ vựng có trong bài ngày hôm nay thôi. Tiếp theo chúng ta quay lại bài học nào. Ok, wait a minute. Cô sẽ... Ok, now nice spot. Look at activity number two. Listen and circle. Then say aloud the sentences aloud. The first one, you will listen the audio and circle. Next, you say the sentences aloud. Trước tiên thì chúng ta sẽ nghe audio, sau đó chúng ta cùng nhau điền đáp án, gọi là chọn đáp án đúng. Và tiếp theo là đọc lớn các cái từ này lên, các cái câu này lên nha. Ok, nào, bây giờ chúng ta nghe nào.
Page 62. Activity 2. Các bạn đã nghe được audio chưa? Cô bật lại nha. Listen and circle. Then say the sentences aloud. Các bạn có thể nghe rõ không? Có thể nghe rõ được audio không? Yes. Okay. Thank you. 1. Page 62. Activity 2. Listen and circle. Then say the sentences aloud. 1. I want to go to the zoo because I want to see elephants. 2. My brother does not like crocodiles because they are scary. 3. The monkeys are beautiful. 4. Some zoo animals are wonderful. Okay, now, one more time. Mình nghe lại một lần nữa nào. Page 62, activity 2. Cô sẽ bật lại cho các bạn. Bạn nào chưa nghe kịp thì các bạn sẽ trả lời nha. Listen and circle. Then say the sentences aloud. 1. I want to go to the zoo because I want to see elephants. 2. My brother does not like crocodiles because they are scary. 3. The monkeys are beautiful. 4. Some zoo animals are wonderful. Okay, now. Rồi cô đã nhìn thấy rất là nhiều cánh tay ở đây. Okay. Rồi cô sẽ chọn ngẫu nhiên nha. Câu 75 nào. Câu đầu tiên. Yes. What do you the zoo because I was elephants. Elephants. Em cô là em câu B. Okay, thank you. Câu số 2, câu số 2 câu mà bạn Thùy Trang nào. Em thua cô là em chọn câu B luôn. Yes, okay, thank you. Câu số 3, Nhật Minh nào. Hello, cô em là câu A. A, okay, thank you. Tiếp theo, câu cuối cùng cô mời Minh Đức nào. Em đưa vô câu của em chọn câu B ạ. Yes, okay, now let's check. Cô thể check đáp án thử nha. Brilliant. Yeah, very good. Rồi, who can say the sentence aloud? Nào, đọc những cái câu này cho cô nào. Cô là bạn Minh Châu. Em cho cô là I want to go to the zoo because I want to see elephants. Okay, thank you. Câu số 2. Câu mà bạn Huyền nào. Câu mà bạn Huyền đọc câu số 2 cho cô nào. Okay. Rồi, cô sẽ mời bạn khác nha. Cô mời Hải Phong nào. Yes, I can see Thùy Trang. Okay. Cô mời Hải Phong nào. Some zoos animals and my brother don't like crocodile because they are scary. Yes, okay, thank you. Tiếp theo cô mời bạn Thùy Trang nào, câu số 3 nào. The monkey are beautiful. Yes, very good. Câu cuối cùng. Bạn Quỳnh Chi nào. Some the animals are wonderful. Are wonderful. Okay. Yes.
Okay, now nice spot. Look at activity number three. Let's jump. I want to go to the zoo. Okay, now. Listen. Yeah. I want to go to the zoo. 1, 2, 3, 4. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see the animals. I like kangaroos. Why? Because they're beautiful. I like elephants. Why? Because they're wonderful. Okay, now one more time. I want to go to the zoo. 1, 2, 3, 4. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see the animals. I like kangaroos. Why? Because they're beautiful. I like elephants. Why? Because they're wonderful. Okay, now who can? Yes, us. Rồi, câu hỏi bạn Nhật Minh nào. I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see the animal. I like kangaroo. Why? Because they beautiful. I like elephant. Why? Because they wonderful. Okay, thank you. Bạn tiếp theo. Cô mời bạn bạn Hành nào. Ok. Rồi, cô mời bạn Minh Châu nào. Cô là em đọc bài. I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see animals. I like kangaroos. Why? Because they are beautiful. I like elephants. Why? Because they are wonderful. Yes, okay, thank you. Very good. Cô mời bạn Huyền nào. Huyền ơi. Em đưa cô cho em đọc bài. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see your animal. I like kangaroo. Why? Because they're beautiful. Beautiful. Okay. I like elephant. Why? Wonderful. Because they're wonderful. Wonderful. Okay. Okay, thank you. Có mời bạn Minh Đức nào. Em thưa cô ạ, I want to go to the zoo. Why? Because I want to see animals. I like kangaroos. Why? Because they are beautiful. I like elephants. Why? Because they are wonderful. Okay, thank you. Đức ơi, mình đi đâu đây? Nào, ngồi học. Chú ý cho cô nào. Tiếp theo, cô mời bạn Hải Phong nào.
Con thưa cô là I want to the zoo. I want to the zoo. Why? Because I want to see the animal. I like kangaroo. Why? Because they're beautiful. I like elephants. Why? Because they are wonderful. Ok, Hải Phong ơi, đọc lại hai cái câu đầu tiên cho cô nào. Mình đọc lại hai câu đầu tiên cho cô. I want to go to the zoo. Ok, hồi nãy Hải Phong đọc hình như là bỏ mất cái từ go to thì phải, đúng không? Rồi, tiếp theo, cô và bạn Quỳnh Chi nào. I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see the animals. I like kangaroos. Why? Because they are beautiful. I like elephants. Why? Because they are wonderful. Okay, Quỳnh Chi nào, phát âm lại cho cô cái từ because. Cái từ bởi vì ấy. Because. Because. Yeah. Because. Ok. Rồi, tiếp theo. Có câu bạn Thùy Trang không? I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see the animal. I like kangaroos. Why? Because they are beautiful. I like elephants. Why? Because they are wonderful. Yes, okay. Thank you. Bản cuối cùng bản Lâm nào. I want to the zoo. I want to go. Lâm ơi. Now, I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. I want to go to the zoo. Why? Because I want to see the animals. I like kangaroos. Why? Because they are beautiful. I like elephants. Why? Because they are very fun. Wonderful. Wonderful. Yes, okay. Rồi, các bạn chú ý cho cô ở cái từ này, there. Nó là viết tắt của từ there, đúng không? Đúng không các bạn? Because they're beautiful. Từ này, khi viết tắt, mình sẽ có hai cách đọc như sau. Một là there, hai là there. Nha, there. There. Cách đây cô sẽ mở cái từ điển ra cho các bạn nhìn vào cái phiên âm cho nó dễ này. Ok. Đây các bạn có thể thấy này. Ở theo cách đọc Anh Mỹ ấy, thì chúng ta sẽ đọc là there. 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 Còn theo kiểu Anh là there. There. Nó, ở đây nó sẽ có ơ này. Mình nhìn vào phiên âm này. Theo Anh thì là there. 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 Thì mình có thấy là ngắn gọn nó dễ hơn là mình sẽ đọc là theo kiểu Anh Mỹ đi. There. 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 Nha. There. There. Chứ mình không đọc là there nha. Không đọc là there. Ok. Rồi. Quay lại bài học tiếp nào. Ok, now look at activity number 4, read and complete. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đoạn văn này, sau đó điền các cái từ còn thiếu vào đây. Hoàn thành cái đoạn văn này với các cái từ thích hợp nha.
Nào, các bạn đọc đoạn văn cho cô nào. Okay, the weather is wonderful today. Mike and Norm are visiting to the zoo. There are lots of animals and some of them are very beautiful. Some are friendly, but some are scary. Mike does not like the elephant because they are big and perhaps dangerous. Norm likes the monkeys because they are funny. Rồi, trước tiên cô sẽ mời một bạn đọc cái đoạn văn này cho cô nào. Who can? Bạn nào nào? Okay. Nếu như là no problem. Cái này dễ thôi, những cái từ cơ bản là mình đã được học rồi đấy. Cô mời Nhật Minh nào. Cô ấy có đang nghe rõ. Ok. Cô sẽ đọc lại nha. The weather is wonderful today. Mike and Nam are visiting to the zoo. There are lots of animals and some of them are very beautiful. Some are friendly, but some are scary. Nhật Minh ơi, mình tắt mic cho cô nào, để không bị ồn trong lớp nào. Ok, tiếp nào. Mike does not like elephants because they are big and perhaps dangerous. Nam likes the monkeys because they are funny. Ok. Rồi mình đọc được chưa Nhật Minh? Vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa hiểu. Cái này có thể nói cơ bản về cái nghĩa của nó này. Gọi là hôm nay thời tiết hôm nay là một ngày đẹp trời, Mai và Nam thì đi thăm vườn thú ở Thu Lê và có rất là nhiều loài động vật và nó một số loài thì rất là đẹp này, một số loài rất là thân thiện nhưng cũng có một số loài rất là sợ đáng sợ. Mai thì không có thích những chú voi bởi vì là nó rất là to và có thể là nguy hiểm đấy. Còn Nam thì thích những chú khỉ bởi vì nó rất là thú vị, rất là hài hước. Ok, rồi nếu như các bạn chưa đọc, ok, Nhật Minh ơi, nào chú đọc bài cho cô nào. Ok, bây giờ các bạn cứ điền từ trước cho cô nào. Nam and Mai are at the zoo. There are many gì đây? Rồi, many gì tiếp này? Some animals are. Mike does not like the elephants because they are gì nữa? Nam likes tiếp theo. Nào, bây giờ điền các bạn suy nghĩ cho cô nào. Mình sẽ hãy nhìn vào cái đoạn văn trên này và tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Gọi là mình tóm gọn, summarize lại cái đoạn văn này nào. Rồi các bạn sẽ có 5 phút nha.
Các bạn ơi, suy nghĩ mình nhìn vào cái đoạn văn ở phía trên rồi chọn đáp án cho cô, tìm đáp án chính xác cho cô nha. Nào, suy nghĩ nào. Ok. Xin phép cô ơi, con đi vệ sinh ạ. Yes, ok. Bạn Everyone, bạn Lâm này, bạn Thùy Trang, rồi bạn Minh Đức và bạn Huyền. Đâu rồi, các bạn bật comment cho cô nào. Ok, nào, điền từ cho cô nào. Từ đầu tiên, cô mời Thùy Trang nào. A lot of animals. A lot of, cái từ a lot of nó bằng với many nha. A lot of nó bằng với many cũng là nhiều. Nó có nghĩa là nhiều. Đây là một cái từ đồng nghĩa này. A lot of bằng với many là nhiều. Thì cái từ tiếp theo sau a lot of là gì nhỉ? Thùy Trang nhỉ? Animals. Yeah, right. Animals. Ok, từ thứ hai, từ số 2 nào. Từ số 2. Yeah. Cô mời Nhật Minh nào. Hơn cô câu hai là friendly. Friendly. Ok, từ số 3 cô mời bạn Minh Châu. Minh Châu ơi. Me. Oh, yes. Ok, Nhật Minh trả lời rồi đấy. Cô sẽ, chúng ta sẽ nhường cơ hội khác cho các bạn để tương tác rồi nha. Cô mời Quỳnh Chi nào. Quỳnh Chi. Con hỏi cô là because they are big and perhaps dangerous. Mình có thể điền là they are big. Như thế thôi là được. Rồi. Hoặc là they are dangerous. Ok. Câu cuối cùng nào. Bạn Minh Đức nào. Em có câu số 4 em điền là monkey. Yeah. Monkey. Rồi câu cuối cùng. Đâu để cô xem. Ok. Minh Châu nào. Cô hỏi Minh Châu một lần nữa nào. Minh Châu ơi, bật mic trả lời cho cô nào. Em cho cô hỏi em gì, cô hỏi đi cô. Đây, cô bảo em điền này. Để yêu cầu. Nên thì không nhìn. Because they are funny. Yes. Cô bảo mà từ lúc vào đây là cô bảo mình điền rồi nha. Mình ngồi học chú ý một chút nha. Ok. Rồi, bây giờ cô mời một bạn nào, một bạn đọc cái đoạn văn ở phía dưới nào. Ở phía dưới nó sẽ dễ đọc hơn đấy. Nhật Minh nào. Nam and boy are at the zoo. There are many animals there. Some animals are friendly. My dear
there's like the elephant because they are big. Nam likes the monkeys because they are funny. Okay, thank you. Tiếp theo, cô mời bạn Lâm nào. Lâm đọc cho cô nào. Yes. Nam and mice are as the you. There are many animals. The show animals are funny. My don't like the elephants because they are big. Nam likes the monkeys because they are funny. Yes, okay. Rồi, yes. Okay, everyone, would you like to play a game? Would you like to play a game? Các bạn có muốn chơi game không? Hả? Yes. Okay. Vâng, cô chơi đi. Ừ. Cô gửi link. Cô sẽ share cái này này. Các bạn biết cái game quizzes đúng không? Cái game trả lời câu hỏi ấy. Yes. Yes, okay. Rồi, chờ cô một chút nha. Cô sẽ mở cái game này rồi cô sẽ chia sẻ cho các bạn cái đường link và mã code nha. Okay, yeah. Rồi. Cô chia sẻ đường link đi. Đây đây, cô đang lấy. Rồi, cô gửi đường link vào chat nha. Làm bài kiểm tra hả cô? Nó là gọi là một bài tổng hợp tất cả các cái câu hỏi nó liên quan đến unit 19. Để ôn tập lại cho các bạn, đồng thời nó cũng gọi là xem thử là bạn nào nhớ được nhiều từ hơn này, nhớ được nhiều cấu trúc hơn này. Cô ơi, sao mà con chẳng thấy cô gửi đường link thế? Mình thấy chưa? Cô gửi rồi mà. Cô gửi rồi, vừa mới gửi. À, đây rồi. Đây, thấy chưa? Bây giờ mình chỉ cần nhấp vào cái đường link đấy thôi là mình có thể chơi rồi. Nước trà hay là nến nước trà? Rồi, mình nhớ viết tên của mình nha. Viết tên của mình để cô biết được là bạn nào. Em cho cô biết là nhấn nút phải hay là nhấn nút trái. Nút trái nha, nút trái nha. Ok. Nhưng mà xong rồi nó xuất hiện lên cái gì đấy. Em phải bấm như nào nữa. Nó hiện lên cái gì đó nào? Mình nói cho cô nghe xem nào. Mở đường link liên kết trong tab mới, mở đường link liên kết trong cửa sổ mới, mở đường link liên kết bằng cửa sổ ẩn danh, lưu liên kết thành sao chép địa chỉ. À, sao mình ấn, đấy là mình ấn đó, nút phải rồi, nút trái mà, chuột trái mà. Nút trái á, em nhấn nút trái đây này. Đâu nào, để cô xem nào, cô xem nào. Đây. Chờ cô một chút nha, cô sẽ thử ấn vào này.
Con copy link xong rồi con vào ấy, xong rồi con bấm vào cái link để xong con vào luôn. Cô ấy có kéo lên cho em mà nó... Thôi em để em thử cho, không được thì em không bỏ cô. Nếu không được thì là mình ấn vào cái quizit này, mình đi biết cái từ này này. Sau đấy là mình nhập cái mã code này vào là có thể tham gia rồi. Cho cô một chút, cô đang kiểm tra nha. Đâu có, cái đấy là mình ấn nút phải rồi thì nó mới hiện như thế. Cô ấn nút trái ở đây thì nó chảy đúng rồi này. Minh Châu chắc là ấn nhầm nào đấy đấy. Có thể là mình copy cái đường link này. Mình copy cái đường link này, sau đấy dán ra một cái web, cái tab khác nha. Mình dán ra một cái tab khác cũng được. Rồi cô xem có bạn nào vào được rồi này. Em thưa cô, em dùng điện thoại em không chơi. Điện thoại mình vẫn chơi được mà. Cô thấy em vào chưa? Để cô xem, mình tên gì đây? Em đây tên Crazy. Đây. Em tên là Crazy mà. Đây. Được rồi. Rồi bạn nào là hacker đây? Em tên là Crazy. Rồi có thấy hacker pha kia. Rồi bạn nào đây? Có bạn nào cái tên ấy thế? Có bạn nào đây? Em đặt tên hẳn hoi coi. Quỳnh Chi này, bạn Huyền này. Ai nhở? Lâm ơi, Lâm vào được chưa? Chơi này thế nào đi cô? Em thưa cô, em không chơi được. Sao thế? Mình dùng điện thoại à? Bạn Thùy Trang, mình điện thoại vẫn vào được nha. Điện thoại vẫn vào được nha. Chỉ cần mình ấn vào cái đường link đấy là mình vào được ấy. Ok. Rồi, cô ấn vào bắt đầu chơi nha. Em thưa cô là hôm nay mấy giờ nghỉ? Hôm nay á, 3:45 các bạn ạ. Vì hôm nay cô có, xin lỗi các bạn là cô có vào muộn một chút vì trục trặc cái máy ấy. Nên là cô sẽ rẻ bù cho các bạn thêm 10 phút, 15 phút nữa. Đường lên ở đâu cô? Ở chat, mình thấy chat không? Mình vào điện thoại đúng không? Ở góc trên, góc bên phải ấy. Góc trên cùng của... Góc bên phải trên cùng của màn hình. Mình thấy có một cái mục như là cái tin nhắn ấy. Đây. Đây. Đúng rồi. Có mà, cô có gửi lên mà. À, Thùy Trang đã tạm thời... Thùy Trang vừa mới vào thì ngay đây có http://quizzy.com join 3674330 and start like this. Rồi Thùy Trang là gửi lại đấy. Cô gửi rồi này, cô gửi lại cho bạn rồi này. Cô gửi lại đường lên cho các bạn rồi mà. Rồi. Cô nhấn bắt đầu tham gia. Sao, cô nghe. Vâng, bắt đầu đi. Cô bắt đầu nha, bạn nào vào sau thì mình cứ thi nha. Cái này cô không còn gia hạn thời gian nha. Rồi, bắt đầu nha. Không có chữ bắt đầu. Ok, rồi mình sẽ trả lời các câu hỏi nào nhá. Cô xem. Đúng rồi. Very good. Rồi, cô thấy nhiều bạn trả lời rồi này. Nhiều bạn trả lời đúng rồi. Cố lên nào. Đây, cô đang xem bảng xếp hạng này. Minh Châu ơi, mình trả lời nào. Bạn Minh Châu này, Huyền này. Chưa trả lời. Yes, good.
Đây, ở trên bảng xếp hạng thì là bạn bạn Nhật Minh này đang dẫn đầu nha. Sau đó đấy bạn Trang, bạn Thùy Trang, rồi bạn Quỳnh Chi, rồi Minh Châu, bạn Huyền. Cái hacker đấy là hình như của bạn nào đấy? Hải Phong đi đâu? Vẫn chưa vào lớp thì phải. Hải Phong ơi. Dạ. Rồi, mình có đang vào cái quiz của cô đó không? Cô không vào. Mình không vào à? Cái đường link cô gửi ở trong chat ấy. Mình vào cái mục chat ấy, sau đấy ấn vào cái đường link đấy là được. Là mình có thể tham gia rồi. Nha. Cô không vào được. Không vào được á? Sao thế nhỉ? Không biết. Tiếc nhỉ? Thế thì cô sẽ sau cái mình theo dõi ở trên màn hình nha. Cô sẽ sau câu hỏi cho các bạn này. Những bạn không vào được có thể nhìn thấy nha. Đây là các câu hỏi này. Các bạn đang làm đây. Dangerous chính là đáng nguy hiểm, dangerous là nguy hiểm. Scary. Friendly chính là thân thiện đấy. Có bạn nào loại sai rồi này? I want to see. Có cái bức tranh nha, cái câu nào là bức tranh các bạn hãy nhìn nha. Nhìn là một con vật hay là nhiều con vật nha. Để điền S hoặc không S nha. Các bạn chú ý ấy. I don't like tigers because they are. I like kangaroo because they're fast. Đây, mình chủ yếu là ôn lại các cái cấu trúc kiến thức ở trong unit thôi. Chơi cho xong đã. Lát nữa cô sẽ mở thêm chơi một lần. Chơi xong rồi. Mình phải chờ chứ, mình phải chờ kết quả bạn nào về nhất chứ. Còn Huyền này. Huyền ơi, cô nào? Theo như cái bảng này thì là bạn Minh Châu này, bạn Minh Châu đang về nhất này.
Rồi Phật Trang này, bạn Nhật Minh này. Huyền ơi, mình cố lên nào. Cái hacker Việt Nam này là cái hacker này là của bạn à? Minh Đức phải không? Vâng ạ. Ừ, đúng rồi. Huyền ơi, làm nhanh cho cô nào. Chọn nhanh đáp án nào. Cái này dễ thôi, nó không khó đâu. Em tưởng là hết thời gian rồi, bạn nào làm xuống trước là thắng không? Nếu mà con thắng câu cuối thì con đã hạng 2 rồi. Ừ. Cái này là mình chọn đúng đáp án này với là chọn nhanh. Mình thấy không? Ở bên này có điểm này. Thế thì em chọn mà nhanh. Thì nếu mà các bạn thôi đúng à. Thôi cô em thoát lớp trước nha. Em thoát lớp á? Hay là thoát hay là thoát quy gì? Em thoát lớp ấy. Sao lại thoát? Con học cái gì cô không cố? Sao? Con học cái gì không để em kết thúc cùng bài học đấy. Còn chơi tiếp mà. Mình còn đang học mà. Mình đã bài xong bài đâu. Cô cho các bạn giải lao một tí thôi. Mình vẫn còn đang học mà. Với lại chưa hết giờ. Cái gì mà chơi để. Chơi tiếp nha cô. Bây giờ mình học xong cái đấy. Anh còn để cho chơi tiếp nha. Hai bạn. Các bạn. Bây giờ xong cái này. Các bạn sẽ cùng học xong bài này. Rồi. Còn nếu còn thời gian thì cô sẽ mở cho các bạn chơi tiếp. Nào, ok. Huyền ơi, làm nhanh nào. Quản Trang lại mới vào lại. Rồi không sao. Rồi. Bạn Huyền xong là cô end nhá. Bạn Huyền xong cô sẽ kết thúc bài này. Xong rồi ạ. Yes, ok. Nào, chờ con một chút. Ở đây nó chưa có lên này. Sao nó lâu nhỉ? Ok, con kết thúc nha. End này. Đây, đúng rồi, về nhất chính là bạn Minh Châu, thứ hai là bạn Thùy Trang và thứ ba là bạn Nhật Minh. Thì cô xem bạn, các bạn có sai câu nào không nào? Very good, Minh Châu không có sai câu nào hết luôn ấy, rất là tốt này, làm đúng hết luôn này. Con sai hai câu. Hai câu sẽ để mình được làm lại đúng không? Hai ba câu. Đây, Nhật Minh bị sai 1 này, 2 này, 3 câu, 4 câu, sai mất 4 câu. Nên là bị về thứ 3. Còn bạn Thùy Trang chỉ sai có 1 câu thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại bài học của chúng ta nha. Okay. Tuần sau cô cho chơi tiếp nhá. Tuần sau cô sẽ bảo với cô Nhung là sẽ mở cho các bạn chơi tiếp. Nào, quay trở lại học nào. Look at activity number 5. Let's write. Bây giờ mình sẽ viết nào. Các bạn, cô sẽ cho các bạn thời gian chuẩn bị, sau đó sẽ nói cho cô nghe. Mình sẽ sử dụng các cái từ, các cái câu hỏi ở đây để làm ý mà mình biết này. Rồi, mình sẽ có một số câu hỏi gợi ý như sau. Why do you want to go to the zoo?
What animals do you like and why? What animals don't you like and why not? Và câu gợi ý bắt đầu ở đây là I want to go to the zoo because. Gì nào? Because. Cô em nói luôn vào trong chat được không cô? Đánh vào trong chat á? Bạn nào? Vâng. Ừ, được. Em... Được rồi. Em... Nhưng bạn nào có thể thì đánh vào trong chat luôn cho cô. Nha. Cô sẽ có ví dụ gợi ý cho các bạn như sau. I want to go to the zoo because I want to see animals. And at the zoo, there's lots of animals and some of them very beautiful. I like monkeys because they are funny. And I don't like crocodiles because they are scary. Thế thôi. Nha. Rồi, các bạn nào? Các bạn chuẩn bị nào? Mình sử dụng các cái câu hỏi này và trả lời cho cô nha. Sẽ bắt đầu bằng I want to go to the zoo because I want to see animals. Rồi, 5 phút chuẩn bị của các bạn nào. Sau đó cô sẽ hỏi từng bạn một nha. Nếu như bạn nào có thể thì mình đánh trong chat cũng được. Để có thể luyện được cái cách viết của mình. Nào, Nhật Minh nào. Mình người học nghiêm túc nha. Ok, everyone, bạn Hải Phong này, bạn Lâm, Thùy Trang, Minh Đức và bạn Huyền, bật camera lên cho cô nào. Các bạn nhớ là trong quá trình học không được tắt cam đâu. Không, các bạn tắt cam rồi các bạn đi làm gì thì cô làm sao biết được. Có bạn khéo, cẩn thận là đi ngủ được một giấc rồi cũng nên ấy. Nào, suy nghĩ câu trả lời nào, cô sẽ hỏi các bạn nào. Rồi, có bạn nào sẵn sàng để trả lời câu hỏi của cô chưa? Nào, bạn có bạn nào nào? Mình sẽ sử dụng các cái câu hỏi gợi ý này này. Sau đó mình sẽ viết, đọc thành, gọi là tạo thành một cái đoạn văn. Sau đó nói cho cô nghe. Ok. À, bạn Minh Châu này. Cô thấy bạn Minh Châu này. Minh Châu nào? Em thưa cô là I want to go to the zoo because I want to see zebras. I want to see zebras because they are beautiful. I don't like kangaroos because they are fast. Yes, right. What animal do you like? Minh Châu, what animals do you like? I em like cô tí nữa cho em nghỉ sớm để em đi nhổ răng. Bạn nào đấy? Bạn nào xin nghỉ sớm đó? Em để bạn... em đi nhổ răng. À, bạn Huyền phải không? Được rồi. Ok. Tiếp nào. Minh Châu ơi, tiếp nào. I like zebras. Why? Because they are beautiful. Yes, ok, thank you. Đấy, thế thôi. Mình trả lời như của như bạn là Minh Châu là được rồi. Nha. Rồi, tiếp theo nào, bạn nào nào? Cô mời bạn Lâm nào. Nào Lâm ơi.
Nào, bạn Lâm nào, bạn Lâm bật mic trả lời cho cô nào. Lâm, bạn Lâm ơi, can you hear me? Lâm ơi, có nghe cô nói không? Ok, nếu như Lâm không chưa thể trả lời được thì cô sẽ mời bạn khác nha. Nào, cô mời Hải Phong nào. Con cô là I want to the zoo because I want to see animals. Tiếp nào. And cô mình sẽ trả lời những câu hỏi này này. I like monkey because they are funny. I don't like tiger because they are scary. Yes, okay, thank you. Tiếp theo, bạn tiếp theo nào. Bạn Thùy Trang, không phải bạn Thùy Trang. I want to go to the zoo because when I want to see animals, I like elephants because they are big. I don't like tigers because they are scary. Because they are scary. Okay. Oh, next one. Bạn tiếp theo, cô mời bạn Quỳnh Chi nào. I want to go to the zoo because I want to see the animals. I like zebra because they are beautiful. I don't like tiger because they are scary. Yes, okay, thank you. Rồi bạn tiếp theo, cô và bạn Huyền nào, bạn Huyền trả lời nhanh cho cô nào. I want to go to the zoo because I want to see because I want to see animals. Animal. Tiếp nào. Tiếp. Huyền ơi, mình trả lời tiếp nào. What animal do you like? No, mình sẽ trả lời như là I like. Mình thích con gì nào? I like monkey and duck cry. Why? Because they're funny. Yes. Okay. Rồi nào, tiếp nào. What animal don't you like? Nào Huyền nào trả lời này, câu hỏi này cho cô nào. What animal do don't you like? I don't like. What animal do you like? I don't like. I don't like. Mình không thích con vật gì? I don't like tigers. Because I don't scary. Like tiger and turkey. Because they're scary. Scary. Okay. Rồi, Huyền về nhà nhớ luyện tập trả lời thêm nha. Okay, bạn tiếp theo nào. Cô bạn Lâm nào. Bạn Lâm ơi.
Ok. Rồi. Cô mời bạn Minh Đức nào. Minh Đức. Đây, bạn Minh Đức để máy đấy rồi là đi chơi rồi này. Đâu rồi? Nào, trả lời cho cô nào. Em thưa cô là I want to go to because I want to see animals and talking. Rồi tiếp nào. What animal do you like? What animal do you like? Mình thích con vật gì? Mình có thể dựa vào những cái câu hỏi này để trả lời này. I like monkey. Why? Tại sao? Because they can beautiful the tree very well. And tiger don't like tigers because they are scary. I don't like tiger because they are scary. Nào Minh Đức nào. Phát âm lại cho cô cái từ monkeys. Monkeys. Rồi, ok, nhớ nha. Rồi, tiếp theo. Nhật Minh nào. Nhật Minh trả lời cho cô nào. To go to the zoo because it's funny. Tiếp nào, mình tất cả các câu đi. I want to go to the zoo because I want to go to the zoo. Nào, câu hỏi nào, what animals do you like? I like lion. Why? Because scary. What animal don't you like? Monkey. Why not? Carry. Okay. Cô trả lời câu hỏi của bạn Minh Châu nha, không phải là lâu đâu, mà là cô muốn kiểm tra tất cả các bạn, cô muốn là bạn nào cũng có thể nói được. Sau cái unit này, bạn nào cũng có thể nói được, cũng có thể trả lời được tất cả các câu hỏi mà nó liên quan đến chủ đề này nha. Đấy. Rồi. Sao? Cô kiểm tra mọi người xong hết chưa cô? Xong rồi này, bây giờ mình làm bài tập này. Đã hết giờ đâu. Em phải hết giờ rồi cô. Chưa, lúc nãy cô đã bảo với các bạn là hôm nay mình vào 10 phút ấy, nên là cô sẽ dạy bù cho các bạn thêm để các bạn luyện tập thêm này. Rồi, bài tập ngày hôm qua các bạn chưa làm này. À đúng rồi, cô hỏi các bạn này. Cái phần bài tập ở Easy Class ấy, mình làm lúc mình đăng ký ấy, thì mình có biết là mình đăng ký cái địa chỉ trường ở đâu không?
Mình có đăng ký địa chỉ trường là trường tiểu học Suy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội không? Cái Easy Class này này, mình chuyển cho cô, nói nhờ bố mẹ là chuyển cho cô sang gì nhỉ? Trường tiểu học Suy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội nha, để thầy cô có thể là theo dõi các bạn ở cái bảng xếp hạng này hàng tuần này. Có biết là, để biết là các bạn có làm bài tập hay không nha. Rồi, bài tập nào. Phần tiếp theo, vị trí. À, phần này là phải phát âm này. Okay, now choose the correct answer. Now, look at the picture and answer the question. What animal does boy want to see? A, B, or C? Minh Châu nào? In the polar, he wants to see bears. Yeah, he wants to see bears. Next one. Now, question two. What animal does girl want to see? Nào, bạn khác nào? Thúy Trang nào? Em đưa cô là C cô. Yeah, C. C want to see zebras. Okay. Question number three. What animal the children want to see? Nào. Quỳnh Chi nào? Cô mời bạn Quỳnh Chi nào? They want to see tigers. Yes, tigers. Okay, câu tiếp theo. Why do they like monkeys? Minh Đức nào? Em đâu có em sẽ điền là because they are funny. Yes, they are funny. Okay, next one. Rồi bây giờ mình sắp xếp các câu này thành các kiểu từ này thành một câu hoàn chỉnh nào. Nhìn và đoán từ cho cô nào. Bạn nào nào? Who can? Cô mời bạn Nhật Minh nào. Cô sẽ gửi cách. What? He no was animal he want to see. Đúng rồi, what animal do he want to see? Câu số 2 nào, mình làm câu số 2 cho cô nào, câu trả lời nào. He gì? Các bạn khác nào? Bạn nào biết nào? Cô mời Minh Châu nào. Cho cô là he wants to see bears. To see bears. Okay. Tiếp theo. Câu tiếp theo. Yes. Tiếp tục là Minh Châu nào. Em thưa cô là she likes monkeys very much. Yes, much. Okay. Câu tiếp theo, cô mời bạn Minh Đức nào. Em thưa cô em sẽ điền là she likes. Why? Đây là câu hỏi nha. Why the what? Gì? Cái gì tiếp theo? Câu hỏi thì là why the she like monkey. Yeah. Why does she like monkeys? Nào, không phải là monkey. Nhà Minh Đức, mình sẽ sửa là monkeys. Monkeys.
Ok, và câu cuối cùng nào? Câu cuối cùng nào? Bạn nào nào? À, cô mời Hải Phong nào? Con thưa cô là monkey. Can do thing. Can do funny thing. Monkey can do funny things. Okay, yes. Shake. Yes, very good. Is correct answer. Okay. Rồi, rồi cô sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây. Cô sẽ giao bài tập về nhà cho các bạn đây. Như bài tập về nhà tuần này của các bạn như sau. Quay video và trả lời cái bài tập số 5 nha. Như hồi nãy cô hỏi các bạn ấy nha. Quay video và trả lời bài tập số 5 cho cô. Hẳn là tối thứ 6 tuần sau các bạn phải có bài tập rồi đấy. Thì tuần sau chứa nha. Đồng thời làm bài tập ở Easy Class nha các bạn. Cái bài tập hồi nãy cô cho các bạn làm ấy nha. Ok. Rồi, do you have any question? Các bạn có còn câu hỏi nào nữa không? Các bạn, cô Tú ở đâu? Ok, nếu không còn câu hỏi nào thì chúng ta sẽ nghỉ nha. Okay, goodbye everyone. See you later. Cô là cô ở đâu vậy cô? Cô ở đâu chứ? Cô ở Nghệ An à? Vâng. Rồi. Goodbye. See you later. Goodbye. Goodbye.